tay bưng dĩa muối trắng gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Cùng với những ngọt ngào trên chiếc bánh hạnh phúc ngày hôm nay, những lời đoan hứa mà đôi bạn trao gửi đến nhau. Và ngay sau đây xin mời đôi Uyên Ương sẽ cùng tiến về trung tâm lễ đài hạnh phúc ạ. Và khoảnh khắc này xin được kính mời toàn thể quý vị, một lần nữa chúng ta hãy cùng hướng ánh nhìn yêu thương của mình về trung tâm sân lễ để cùng rót thật đầy những chiếc ly của mình. Và hãy cùng nâng cao ly để chúc phúc cho đôi Uyên Ương của chúng ta trăm năm hạnh phúc qua ly rượu giao bôi ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, quý vị ơi, cho Linh Duy được thấy những chiếc ly trên tay của quý vị đi ạ. Dạ, ly đâu ạ? 1, 2, 3. Cùng với những ngọt ngào qua ly rượu giao bôi ngày hôm nay, xin được kính chúc cho đôi Uyên Ương của chúng ta với những điều tốt đẹp nhất, viên mãn nhất sẽ đến trong đời sống hôn nhân của mình. Đôi bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn cũng như là bình an trong đời sống hôn nhân. Và kính thưa toàn thể quý vị, giây phút này trở nên vô cùng ý nghĩa khi đôi Uyên Ương của chúng ta đã chính thức có nhau, cùng nhau và vì nhau trên bước đường tương lai. Và trong sự yêu thương cũng như là chứng kiến đến từ toàn thể quý vị khách quý và hai gia đình. Và giây phút này cho tất cả quý vị chúng ta được thấy đôi bàn tay của hai cái nắm tay ngày hôm nay sẽ luôn mãi bền chặt theo thời gian. Và hai bạn sẽ cùng nắm chặt tay nhau, chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Để rồi cùng nắm chặt tay nhau như thế này, tựa vào nhau ngắm nhìn lại những khó khăn ấy, tận hưởng những điều rất là tuyệt vời trong đời sống hôn nhân của mình. Và xin được kính chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc trong tình yêu và thành công trong công việc. Dạ quý vị ơi, một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chúc mừng cho hai bạn ạ. Vâng, và những giọt nước mắt vô cùng hạnh phúc đến trong khoảnh khắc này đây, vì đôi Uyên Ương của chúng ta đã có nhau trong cuộc sống, và đặc biệt là đôi bạn đã nhận được sự yêu thương, sự hiện diện đến từ tất cả quý vị. Và bằng ngay sau đây, cho Linh Duy sẽ được mời đôi Uyên Ương sẽ cùng gửi một cái cúi đầu nữa để tri ân toàn thể quý vị khách quý, xin được kính mời ạ. Vâng, và ngay sau đây xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng đến với bàn tiệc để chung chia những niềm vui thật trọn. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị khách quý, chúng ta đã vừa trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng ngọt ngào, những cung bậc cảm xúc thăng hoa trong nghi thức lễ vu quy. Chúc mừng cô dâu Cẩm Tú sẵn sàng cùng với chú rể cho âm thanh bên nhạc Thiên Phú, cũng như sự đồng hành đến từ dịch vụ ẩm thực Hoa Vinh, trang trí tiệc cưới Trường Thịnh. Xin được gửi lời cảm ơn rất chân thành đến sự yêu thương, sự tin tưởng của quý gia đình cũng như toàn thể quý vị. Và xin được mến chúc tất cả quý vị, chúng ta sẽ có một buổi trưa thật vui vẻ và ngon miệng. Xin được trân trọng cảm ơn. Yeah.